phật pháp tăng ý nghĩa là gì ở trên đàn kinh đại sư huệ năng đã nói với chúng ta phật nghĩa là giác pháp nghĩa là chánh tăng nghĩa là tịnh chúng ta xem thấy huệ năng đại sư truyền thọ tam quy cho mọi người. Ngài không nói là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, ngài không có nói như vậy. Ngài truyền thọ Tam quy, ngài dạy mọi người đọc là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Sau đó lại thêm vào câu giải thích, Phật nghĩa là giác, Pháp nghĩa là chánh, Tăng nghĩa là tịnh. Khi thời thanh niên tôi mới vừa học Phật Đọc đoàn kinh đến đoạn này Tôi vô cùng ngạc nhiên Huệ năng đại sư Cách thời đại của chúng ta bây giờ Cũng khoảng chừng Một ngàn bốn trăm năm rồi Truyền thọ tam quy Một ngàn bốn trăm năm trước Không phải là nói Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng mà Ngài nói là quy y giác Quy y chánh, quy y tịnh Cho nên lúc đó tôi đã nghĩ Vì sao mà Ngài lại có cách nói như vậy Đại sư Ngài vào lúc đó Đại khái Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Có khoảng một ngàn mấy trăm năm rồi Ngài là người ở thời đại nhà đường Cho nên Pháp Truyền lâu rồi Thì phát sanh vấn đề Cũng như chúng ta ngày nay Ngày nay chúng tôi bảo bạn quý y Phật Thì trong đầu sẽ nghĩ đến điều gì Nghĩ đến tượng Phật Tượng Phật có thể tin tưởng nương nhờ được hay không? Có câu nói tượng Bồ Tát bằng đất qua sông còn khó giữ thân nghe nói quy y pháp pháp nhất định là kinh liền nghĩ đến kinh phật quy y tăng thì liền nghĩ đến người xuất gia hết thảy đều nghĩ sai cho nên đại sư huệ năng đổi thành giác chánh tịnh thì mọi người dễ hiểu phật ý nghĩa chính là giác bạn phải quy y giác Vậy thì bạn mới thật sự được lợi ích Giống là bạn đang mê Mê mà không giác Hiện tại bạn có thể quay đầu trở lại Giác mà không mê Từ mê quay đầu lại nương vào giác Vậy thì đúng rồi Giác chính là Phật từ thời xa xưa nói uy y phật uy y pháp uy y tăng không vấn đề gì quan niệm của mọi người rất rõ ràng nhưng mà lưu truyền lâu rồi thì mọi người sinh ra hiểu lầm không hiểu được cái ý nghĩa chân thật của phật pháp tăng cho nên cách nói này ở trên đàn kinh nói rất hay khiến chúng ta thật sự giác ngộ rồi minh bạch rồi thế thì tam bảo ở trên những hình tướng này chúng ta có cần phải tôn trọng không phải tôn trọng hình tượng tam bảo vô lượng công đức công đức là ở đâu nó nhắc nhở chúng ta nếu như chúng ta không có sự nhắc nhở thì rất dễ dàng quên mất nếu như có người ngày ngày đều lẩm bẩm nhắc nhở thì bạn sẽ lại ghét bỏ họ Cho nên Phật Pháp dùng nghệ thuật để biểu Pháp Dùng hình tượng của Phật Để tạo ra một bức tượng Phật Mà nhìn thấy thì rất quan nghĩ Rất ưa thích cúng dường Cúng dường cho tượng Phật Thì bạn biết thế nào gọi là cúng dường Mỗi ngày thấp nhang cho tượng Phật Mỗi ngày đều cúng dường Cúng hoa tươi Cúng nước Lại cúng thêm một ít đồ ăn, thức uống Vậy thì đều là giả rồi Tượng Phật có dùng được mấy thứ này hay không? căn bản là tượng phật không thể dùng được cho nên trong phẩm phổ hiền hạnh nguyện đã nói với chúng ta cúng dường như thế nào mới là thật sự cúng dường y giáo tu hành mà cúng dường trong tất cả cúng dường thì pháp cúng dường là đệ nhất ở trong pháp cúng dường câu đầu tiên là như giáo tu hành cúng dường vì vậy nếu là bạn cúng dường cho tượng phật bạn nhìn thấy người niệm Phật chúng ta Đều ưa thích cúng a di Đà Phật Nhìn thấy hình tượng của a di Đà Phật Thì nghĩ đến Kinh Vô Lượng Thọ Ta phải y theo Kinh Vô Lượng Thọ Để mà tu sửa những hành vi Tư tưởng sai lầm của ta Đây là chân chánh cúng dường Cái ý nghĩa là như vậy Cái công cụ cúng dường này là biểu pháp. Trước mặt Phật đốt một ngọn đèn. Đèn biểu tượng cho cái ý nghĩa gì? Đó là tâm của ta phải sáng như ngọn đèn vậy. Là biểu thị cái ý này. Cũng một ly nước, nghĩa là tâm của ta phải sạch như nước, bình đẳng như nước. Nước là đại biểu cho thanh tịnh, bình đẳng đèn là đại biểu cho trí huệ quang minh nhìn thấy cái này thì hiểu được cái ý nghĩa này đây là đối với việc bạn cúng nước đốt đèn trước tượng phật ứng dụng vào đâu vậy ứng dụng trong tất cả lúc tất cả nơi chỉ cần ta nhìn thấy có đèn có ánh sáng tâm chúng ta phải quang minh chánh đại như là ánh sáng của đèn vậy bất luận ở nơi nào mà nhìn thấy nước thì lập tức phải nghĩ đến tâm của ta thanh tịnh bình đẳng như nước không khác thì bạn mới có thể dùng được cúng dường ở trước tượng phật vừa rời khỏi đều đã quên hết rồi đều không khởi tác dụng vậy công phu của bạn sẽ gián đoạn bạn không thể nào tương tục cho nên sau khi đã hiểu được rồi thì công phu của bạn sẽ tương tục không gián đoạn cho nên ý nghĩa của cúng dường là chỗ này pháp bảo pháp là sống nó không phải là chết không phải là chỉ có ở trên kinh sách ngoài việc nằm trên kinh sách ra tận hư không khắp pháp giới đều là pháp pháp là ở đâu phía trước vừa rồi mới nói tất cả mọi người đều đang biểu diễn đó không phải là pháp hay sao họ biểu diễn là thiện pháp ta biết được thì ta phải học tập Họ biểu diễn là ác pháp Thì nhắc nhở ta Ta có cái ác này hay không Ta có ác này thì mau sửa đổi trở lại Khổng lão phu tự nói Ba người đi tất có thầy ta Trong ba người đi Có một người là ta Một người là người thiện Một người là người ác Người thiện người ác đó đều là thầy của ta Người thiện thì ta phải học họ Người ác thì hành vi ác của họ Đã nhắc nhở ta Ta phải sửa đổi đều là thầy mà cho nên nếu bạn hiểu thì không phải bạn đã trở thành thiện tài rồi hay sao thiện tài thành tựu như thế nào vậy tất cả già trẻ nam nữ các ngành các nghề ngày ngày, ngày đều quan sát thiện thì học không thiện thì sửa họ một đời liền thành phật cho nên pháp không phải chỉ có trên kinh sách kinh sách chỉ nói được rất là ít pháp là cả cuộc sống của chúng ta vì này chúng ta nên phải biết vì thế đối với tất cả người tất cả sự tất cả vật đây là pháp bổn phải hiểu cái ý nghĩa này phải học ở chỗ này tăng những người xuất gia người xuất gia công đức ở chỗ nào y phục mà họ mặc trên người bạn nhìn thấy họ rồi bất luận họ thế nào họ trì giới hay phá giới là người xuất gia tốt hay là người xuất gia xấu đều không có liên can gì đến ta nếu bạn khởi cái ý niệm này thì bạn đã tạo tội nghiệp rồi là sai rồi phải nên khởi cái ý niệm gì vì nhìn thấy cái hình tượng này thì tâm ta phải thanh tịnh sáu căn thanh tịnh một trần không nhiễm. Ta nhìn thấy cái hình tượng này thì nhắc nhở chính mình. người xuất gia là hòa hợp tăng. Ta giờ nhìn thấy cái hình tượng này, ta chung sống cùng mọi người. Ta phải tuân thủ luật hòa kính. luật hòa kính không phải là bảo người khác phải hòa với ta, mà là ta phải hòa với người khác. Sự cao binh của Phật Pháp Là ở chỗ này Khiến người bội phục năm dốc sát đất Phật Pháp là gì? Học trò thì chỉ có một mình ta Mỗi mình ta chăm chỉ bà y giáo phụng hành Người khác thì đều là thầy của ta Đều là thiện tri thức Họ đều là đang biểu diễn thiện Hoặc là đang biểu diễn ác Đều là làm cho chúng ta xem Đều là đang dạy ta Đều là ân nhân của chúng ta ta phải biết nhìn ta phải biết học phật pháp tăng tam bảo này thì bạn phải ngày ngày học tập học tập mọi lúc thì làm gì có đạo lý công phu không đắc lực chứ giác mà không mê Chánh mà không tà Tịnh mà không nhiễm Cho nên học từ đâu Không phải từ ở trên kinh Ở tất cả người, tất cả sự, tất cả vật Sau đó bạn mới thật sự nhìn thấy được Đại phương quảng Phật Hoa nghiêm kinh Phật Pháp Tăng Tam Bảo chính là giác chánh tịnh Giác mà không mê Chánh mà không tà Tịnh mà không nhiễm Bạn thật sự làm được rồi Bạn đã làm được ngay trong cuộc sống thường ngày rồi Biểu hiện ra bên ngoài người ta sẽ nhìn thấy bạn thanh tịnh như vậy có trí huệ chánh trị chính kiến như vậy tất cả pháp thế xuất thế gian bạn đều có thể giác ngộ mà không bị mê hoặc sau khi người khác xem thấy họ nhất định sẽ rất ngưỡng mộ họ rất tôn kính họ sẽ học tập bạn hiện nay chúng ta khuyên người học phật rất nhiều đồng tu nói rất khó khăn đặc biệt là khuyên người trong nhà bản thân học phật bị cả nhà phản đối khuyên họ thì không thể tin tưởng trên thực tế có cần khuyên hay không không cần khuyên nếu bạn thật sự học phật thì dáng vẻ của bạn sẽ thay đổi sau khi bạn thay đổi rồi họ sẽ hỏi bạn bạn không giống như trước đây rồi nguyên nhân nào mà như vậy vậy bạn từ từ mà nói cho họ nghe họ sẽ tiếp nhận đặc biệt là người hiện nay có người nào mà không tham tài có người nào mà không muốn được thông minh trí huệ Có người nào mà không muốn khỏe mạnh sống lâu Không cần nhiều Mà chỉ cần làm 10 năm cho họ xem Xem thấy những gì 10 năm này họ đã già Còn bạn không già Họ trong 10 năm này sống rất chất giả Bạn thì sống rất vui vẻ Ngày ngày Pháp hỷ sung mãn vô cùng vui sướng khẳng định là họ sẽ đến tìm bạn bạn vì sao mà lại vui vẻ như vậy bạn vì sao mà không có phiền não vậy bạn vì sao mà khỏe mạnh đến như vậy bạn vì sao mà có phước báo như vậy họ kiếm tiền thật không dễ dàng bạn kiếm tiền thì rất dễ dàng đây là việc trong phật pháp đều có Tiền là từ đâu mà đến Từ bố thí mà ra Càng thí càng có nhiều Nghìn kinh dạng luận Phật thường hay nói Đã nói mà như thế nào Đã nói mà bạn không tin tưởng Các bạn không chịu xả Thật sự là càng xả càng được nhiều Cho dù Bạn chưa xả tâm tham Tôi vì cái gì mà phải bố thí Bởi vì bố thí là một vốn dạng lời Việc làm ăn này đáng làm Bạn đem nó xem như việc làm ăn buôn bán mà làm Vậy bạn bố thí Thì có được tài phú hay không? Được Mà được ít Vì sao vậy? Tâm của bạn không thanh tịnh Chỉ được ít nếu như tâm của bạn thanh tịnh Tâm lượng của bạn rất lớn Mục đích đều là vì lợi ích cho chúng sanh Không có nghĩ đến lợi ích cho chính mình Vậy thì tài phú đạt được Sẽ không thể nghĩ bạn Quá nhiều quá nhiều đi thôi Tài phú mà bạn đạt được Thực tế mà nói Đó không phải để bản thân Một mình hưởng thụ hưởng thụ là sai lầm được tài phú thì phải nên giúp đỡ những chúng sanh nghèo khổ phải vì xã hội đầy chúng mà tạo phước thì sự giàu có này mới có ý nghĩa mới có giá trị nhu cầu cuộc sống của chính mình rất có hạn nếu như thật sự có thể sống được cuộc sống bình thường Cuộc sống bình thường chính là cuộc sống Không có phiền não Là cuộc sống không có tự tư tự lợi Là cuộc sống không có danh văn lợi dưỡng Không có tham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần Không có cuộc sống tham sân si mạng Thì gọi là cuộc sống bình thường Cuộc sống như bình thường là bọn mỗi ngày ăn một bữa thì đủ rồi Bạn sẽ sống rất thoải mái Sẽ rất là tự tại Người ta thì phải ăn ba bữa Phải ăn thêm mấy bữa điểm tâm Bạn thì mỗi ngày ăn một bữa Mãi mãi cũng không cảm thấy mình đói bụng Không có Đây là công phu tu học của bạn đã đắc lực Hai ba ngày không ăn cơm cũng không hề gì Rất bình thường Mỗi bữa ăn 10 chén, 20 chén cũng được Cũng không chướng ngại gì Vì sao vậy? Vì ăn mà không ăn Nếu bạn ăn gì thì sẽ chịu không nổi Ăn và không ăn là một không phải hai Cho nên họ không chướng ngại